Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, xin giới thiệu đến anh em một đôi loa được xem là khủng long từ ngoại hình cho tới cấu hình. Cặp loa đến từ một thương hiệu của hãng AR, đó là AR90. Thì nó là một trong những cái cặp loa trong phân khúc được xem là cao cấp, là AR90 và AR9. Đây là hai cặp loa được xem là đầu bảng của hãng này về cái độ hoành tráng anh em nhé. Thì cặp loa này anh em dành cho những người thích nghe bolero, nhạc vàng, trữ tình, cũng như lâu lâu mình trải nghiệm một chút xíu nhạc liên khúc, nhạc mạnh á nhé, vì nó sở hữu những cái cấu hình cực kỳ khủng long luôn nhé. Thì mời anh em cùng xem cặp loa rất đẹp, vừa nghe hay và bài đẹp nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Rồi thì một bên anh em Khôi đang gắn lưới này để anh em xem, nó có 3 miếng ha, 3 miếng lưới như vậy đó. Đó, anh em cùng xem qua rồi tí Khôi sẽ tháo ra luôn đó. Ok chưa đó. Đây anh em 3 miếng ha, 3 miếng này đó, thì quay cho anh em xem này, một miếng này, hai miếng ha, 3 miếng này đó. Đó, có một cái tem anh em, rất tiếc là rất mất một cái tem rồi, còn một cái tem thôi, thì cái tem chẳng quan trọng, khi nghe rồi tháo nó hết. Đây nè, thùng gỗ rất là đẹp, cái đời này thùng gỗ là tuyệt đỉnh luôn nè. Thì hai cái nó cũng chắc là cùng gần liên kề nè, nó rất mất cái số chứ đi rồi, nhưng mà anh em nhìn đây này, đó, ok chưa? Các cái bên sọc này, đó, thì nó cũng tương ứng với bên này, có nghĩa là hai cặp loa nó giống nhau. Đó. Rồi cái cặp loa này được thiết kế như thế này, như sau, tất cả là 5 loa nè, 5 loa. Trong đó là hai bát hồng, bát 25 anh em. Thì những cái đời này anh em, nó là cụ từ vuông nên nó đánh rất là khỏe luôn, rất là khỏe. Đó. Thì ở trên này nó sử dụng là một cái này là cái mic bát này, bát 20 luôn ha. Rồi một mic và một jack. Đó, nên nó nghe nhạc rất là hay. Những cái dòng loa karaoke thì nó sẽ không có cái mic bát. Còn cái này là có cái bát ha. Đó, trung trầm anh em. Rất tuyệt vời. Đây. Đó, Khôi để trên cái kệ nó có xoay cho anh em xem luôn. Đó, thấy không? Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đây phía sau này. Phía sau cái cặp này nó chỉnh được 3 dải này. Đây này. Lao mic này, là cái chỉnh cái lao mic bass á. Rồi mới tới cái up bass này và cái thứ hai này. Đó, là nó tới ba loa nha. Đó, đây là những cái đời lớn thì nó mới chỉnh được 3 loa. Đó là vuông vức đẹp này. Đồ đẹp. Chấm điểm trên 10 trên 10. Đó ha. Rồi bây giờ cô tháo ra này. 3 miếng nha, cô tháo ra luôn. Cô để máy xuống cô tháo này. Đó. Tháo cho anh em xem luôn ha. Đó. Ok chưa? Quay đầy đủ rõ ràng ha. Đó, ok chưa? Còn tem đầy đủ anh em ha, R90. Đây nè, đó. R90 L bên kia R là từng loa đó, Made in USA anh em nhé. Đó. Rất tuyệt vời, đẹp anh em nhé. Nó còn đầy đủ ở miếng shop này. Đó, đây còn những cái này mới còn giá trị đây nè. Đó. Cái này có thể tháo rồi được, có tháo rồi được. Đó. Rất đẹp, thùng xuất sắc anh em nhé, không bể nợ. Đây anh em nhìn nè, cái này không bể nợ. Đó. Ok chưa? Cọc loa đầy đủ, cọc bắp chuối hoặc là mở ra mình đều sử dụng được anh em nhé. Siết cũng được, mà mở cũng được. Đó. Rất là nặng luôn, một cái này nằm khoảng 45kg nha. Đó. Tuyệt vời. Thì trên thị trường cũng có bán anh em, nhưng mà những cặp đẹp như thế này thì cũng được xem là hàng hiếm anh. Vì to nặng, hàng này về từ Mỹ chứ không có sẵn. Đó. Thì cái món hàng này là khôi ship chốt hàng từ trong năm anh em, từ trong năm. Thì hôm nay mới về tới đây thì phục vụ nè. Trong đợt tháng 10 vừa rồi không có một cặp, nhưng mà cặp đó thì chưa kịp lên sóng thì khách ở Hà Nội là mua mất. Đó. Thì anh em nào mà đang theo dõi kênh và yêu thích thì ủng hộ cho Khôi ha. Đó. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ test nhạc, mời anh em cùng nghe. Những ai chưa có điều kiện để chơi á thì cùng xem clip với Khôi nhá. Mình cùng tham khảo giải trí. Thank you.
thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đôi trao được mấy mới có nắng xuân ta cúi đầu, nắng xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân trở gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đôi trao được mấy mới có nắng xuân ta cúi đầu, nắng xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân trở mấy bông hoa trong từng rừng già, tận tràn thấy quả nắng mới phương xa, ghi tình gần nửa thiên tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà, tận tràn thấy quả nắng mới phương xa, ghi tình gần nửa thiên tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. trong khói lửa ngập quên.
khối tết thử thôi nè. Thật ra thì nó quá nổi tiếng và cũng rất nhiều người đang bán, cũng như có rất nhiều clip đã test trên YouTube rồi, thì anh em có thể tham khảo thêm. Dùng những cái 5 ly có công suất anh em nha, lưu ý đó, để đánh được ra được cái dạy trầm của nó. Còn ở đây khối test trên điện thoại cũng như ghép với một cái 5 ly rổ theo thôi, thì mình nghe để có chút xíu cảm nhận anh em nha. Rồi cái mức giá chung trên thị trường anh em, tùy theo người nhập, tùy theo người bán, thì nó sẽ có cái mức giá hơn 30 triệu, dưới 40 anh em chưa tới đâu. Đó, thì anh em nào thực sự quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với Khôi, tại vì nó to và nặng nên nó còn phụ thuộc vào ship nữa anh em, đóng gói ship hoặc là như thế nào. Nói chung là đồ nhiệt tình của anh em thì sẽ có mức giá tốt nhất anh em nhé. Giá chung trên thị trường rồi. Chỉ có cái là loa Khôi đẹp lắm luôn, thì hơn nhau cái đồ đẹp, và mức giá thì chung rồi anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả lựa chọn được môn hàng ý. Khôi xin phép tạm dừng ở đây. Nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông để theo dõi các sản phẩm mới nhất Khôi đăng tải hàng ngày.